sáng ngày 11 tháng 6, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bình cho biết, 4 ổ dịch chưa rõ nguồn lây ở các khu dân cư với 63 ca nhiễm COVID-19 được phát hiện qua việc khám sàng lọc tại các bệnh viện, phòng khám. Trong bối cảnh TP.HCM trải qua 11 ngày giãn cách xã hội toàn thành phố, theo chỉ thị 15 và chỉ thị 16 tại quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc, quận 12, từ những ca chỉ điểm khi đến sàng lọc tại các bệnh viện và điều tra truy vết, thành phố đã phát hiện ra chuỗi lây nhiễm ra cộng đồng. Ghi nhận 31 ca nhiễm được phát hiện sau khi 6 bệnh nhân đến khám sàng lọc tại 3 bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện huyện Bình Chánh tối ngày 8 tháng 6. Qua truy vết, ngành y tế TP.HCM đã phát hiện các bệnh nhân này đều có đến một xưởng cơ khí ở Hóc Môn. Sau đó đã phát hiện thêm 25 ca bệnh, người làm việc tại công ty Sam Ho. Tất cả bệnh nhân hiện nay đều có quan hệ trong cùng gia đình, hàng xóm và có tiếp xúc gần với các ca nhiễm. Từ một trường hợp đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Quốc tế City vào ngày 5 tháng 6 và Bệnh viện Triều An ngày 7 tháng 6. Từ đây, ngành y tế đã phát hiện 14 ca bệnh khác, một công nhân làm việc tại công ty Puyang. Hiện ổ dịch đang được kiểm soát. Từ một bệnh nhân đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Đức Khang ngày 2 tháng 6, đã phát hiện thêm 5 bệnh nhân COVID-19 là người sống cùng nhà và người cùng làm việc. Hiện ổ dịch này có 6 bệnh nhân. Từ một bệnh nhân đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Hóc Môn, đã phát hiện thêm 9 bệnh nhân khác cùng nhà và các nhà xung quanh. Hiện ổ dịch này đã có 10 bệnh nhân. Cũng theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ngày 10 tháng 6, một nữ hộ lý khoa sơ sinh 49 tuổi, ngụ ở Hóc Môn của Bệnh viện Nhi Đồng 1 mắc COVID-19. Người này có tiếp xúc với người thân dương tính tại huyện Củ Chi. Trước đó, chị ruột của nữ hộ lý này có kết quả test nhanh dương tính. Bước đầu, bệnh viện xác định có 65 F1 đã làm test nhanh và hiện có kết quả âm tính. Bệnh viện đang cho làm xét nghiệm PCR để chẩn đoán, xác định. Trước đó, vào tối ngày 8 tháng 6, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đã chia sẻ tài trợ 10.000 bộ test nhanh COVID-19 cho Bệnh viện Nhi Đồng thành phố. Thì xin 10.000 liều để mua tặng, để test nhanh cho mấy em trong vòng 15 phút, để cái bệnh viện không có bị phong tỏa như những cái bệnh viện khác. Lỡ mà có một em vào mà lỡ mắc COVID thì coi như là toàn bộ bệnh viện bị phong tỏa. Cho nên cái giải pháp này tôi đã đồng ý trong một nốt nhạc quý vị. Theo ông Bình, ngành y tế đang tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch triệt để. TP.HCM xét nghiệm giám sát mở rộng hơn 53.000 công nhân tại khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Đến nay chưa phát hiện người mắc bệnh. Dựa vào thời gian ủ bệnh 14 đến 21 ngày, trong 10 ngày tới có thể phát hiện thêm ca bệnh rải rác từ những ổ dịch đã kiểm soát. TP.HCM cần tận dụng những ngày áp dụng giãn cách tiếp theo, yêu cầu người dân khai báo đầy đủ, khám kiểm tra sức khỏe ngay khi có triệu chứng, đồng thời khẩn trương truy vết và khoanh vùng dập dịch nhằm khống chế hoàn toàn các ổ dịch, tiếp tục giám sát chặt chẽ và điều tra trường hợp đến khám sàng lọc tại các bệnh viện để kết nối các ổ dịch hiện có và tìm nguồn lây.